Chào nhân mã, đây là bài dự đoán cho cung của các bạn từ tuần từ ngày 26 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 3. Đây là bài dự đoán chung cho toàn cung cho nên có những thông điệp nó sẽ không thể đúng với từng hoàn cảnh cá nhân cụ thể. Nếu các bạn muốn có một bài dự đoán riêng cho mình, các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Facebook và bình Tarot hoặc là email cho mình về cái địa chỉ email mình để ở dưới đây. Mình cũng muốn thông báo luôn cho các bạn là chúng ta đã nửa đường, hơn nửa chặng đường để đạt đến 500 subscriber. Và khi nào mình có 500, đạt được 500 subscriber trên YouTube, mình sẽ có một buổi xem bài trực tiếp livestream. Và trong đó mình sẽ rút những lá bài cho những bạn tham gia. Tức là có thể mình sẽ cố gắng để trả lời nhiều nhất câu hỏi của tất cả các bạn tham gia, mỗi bạn một câu hỏi nếu có thể. Và mình sẽ rút một vài lá bài cho mỗi câu hỏi của các bạn. Cho nên là nếu bạn nào chưa subscribe cho channel của mình hoặc đã subscribe rồi thì hãy giúp share và giới thiệu kênh và Bình Tarot cho nhiều người cùng biết để chúng ta sớm có được cái buổi livestream đó nhé. Ok, chúng ta hãy bắt đầu nào. Ok, các bạn có 5 cái ly, 8 cái thanh kiếm sức mạnh, 7 cái ly, Knight of Swords, kỵ sĩ kiếm, hoàng hậu kiếm, vua kiếm, nữ hoàng và 10 cây gậy. Wow, các bạn có rất là nhiều năng lượng của kiếm tuần này và chứng tỏ rằng các bạn đứng trước quyết rất là nhiều những cái tình huống mà đòi hỏi các bạn phải dứt khoát đưa ra được sự lựa chọn cho mình, cũng như là các bạn rất là dành nhiều cái sự suy nghĩ trong một vấn đề nào đó, các bạn rất là trăn trở để đưa ra được cái quyết định. Nhưng mà chắc chắn các bạn cần phải đưa ra cái quyết định, phải dứt khoát đưa ra được quyết định cho mình vào tuần này. Mình sẽ dùng bộ bộ mới này của mình mới có bộ The Good Tarot. Mình sẽ dùng nó để làm rõ thêm. Mình sẽ dành một chút xíu thời gian để hiểu cái thông điệp ở những lá bài ở đây. Nhưng mà mình cảm giác đây là một tuần có nhiều sự kiện quan trọng cho các bạn. Và chắc chắn nó có liên quan đến mặt tình cảm. Rất là nhiều sự phân vân. Như mình nói, đây sẽ là một tuần mà hứa hẹn nhiều sự kiện quan trọng. Các bạn có rất là nhiều lá của bộ kiếm. Các bạn có vua kiếm, hoàng hậu kiếm, hoàng hậu kiếm, vua kiếm. Tức là khi mà một cái cặp vua và hoàng hậu của một bộ cùng xuất hiện thì nó nói về cái đối trọng giữa năng lượng âm và dương, nam tính và nữ tính. Cái sự đối trọng ở đây rất là mạnh. Các bạn cũng có cả mục sư nam, mục sư nữ ở đây. Cho nên rất là nhiều cái sự đối trọng. Một tuần đòi hỏi một cái sự cân bằng. Tất cả những gì nó xảy ra trong tuần này cuối cùng nó sẽ là để cân bằng năng lượng cho các bạn. Các bạn cần phải lấy lại sự cân bằng. Và ở cuối bộ bài các bạn cũng có cái lá của thiên bình, lá Justice, là lá của sự cân bằng, công bằng, công lý. Tuần này người của cung khí có thể sẽ đóng vai trò khá quan trọng
cho cái kết quả của tuần này, cho cái hoàn cảnh hay những diễn tiến của tuần này. Các bạn cũng như mình nói là rất nhiều lá của cung khí, rồi các bạn có lá của bảo bình ở đây nữa. Mình sẽ đi vào từng lá bài cụ thể như sau. Đầu tiên dường như vẫn là cái năng lượng tiếp diễn từ những tuần trước, đó là cái sự phân vân, vẫn cái năng lượng của sự thất vọng, chưa nguôi ngoai được những gì đã trải qua trong quá khứ. Nhưng mà tuần này dường như các bạn đã cái năng lượng nó đã bớt, mặc dù là các bạn vẫn còn có cái sự phân vân, vẫn chưa thực sự là buông bỏ được, nhưng các bạn đã cho đầu óc của mình nó được thanh thản phần nào hơn và bớt suy nghĩ nhiều hơn. Đây là hình ảnh của một người vẫn đang chú tâm vào những gì đã xảy ra và không cứu vãn được. Nhưng đi kèm với nó là các bạn có lá bốn thanh kiếm, là cái lá nói về việc là cần có sự nghỉ ngơi cho đầu óc được thanh thản, và đừng quá căng thẳng, bởi vì trong thời gian qua các bạn đã lo suy nghĩ rất là nhiều, chịu rất là nhiều những cái gánh nặng về tinh thần. Cái gánh nặng này cũng một phần là do các bạn tự tạo ra cho mình nữa, bởi vì các bạn có lá tám thanh kiếm, và hai lần vậy mình dùng cái bộ kia thì nó cũng ra cái lá tám thanh kiếm một lần nữa, cho nên là dường như các bạn vẫn chưa thoát khỏi được cái sự phân vân, tiến thoái lưỡng nan, không biết đi hay ở, không biết tiến nên lùi. Và chính cái sự lo lắng của mình đã tạo ra cái rào cản cho các bạn, cho nên các bạn cần phải để cho đầu óc thanh thản và chỉ đưa ra quyết định khi mà mình đã suy nghĩ chín chắn và đầu khi đầu óc mình thanh thản. Nhưng mà mình cảm thấy nó đỡ nặng nề hơn cái tuần vừa rồi, bởi vì bạn các bạn mình nghĩ cuối cùng các bạn sẽ đưa ra được quyết định, các bạn có cái bước tiến ở đây, từ kỵ sĩ vua cho đến với kỵ sĩ hoàng hậu rồi đến vua, tức là đó là có cái sự tăng dần đều ở đây, cái sự tăng cấp bậc ở đây, cho nên các bạn sẽ dần dần lấy lại được tinh thần, lý trí hơn, logic hơn, và sẽ cuối cùng đưa ra được cái quyết định cho mình. Quá chuẩn luôn, bởi vì nhá, ở cái hàng thứ hai các bạn có lá 7 cái ly, tức là nói về cái sự phân vân, đứng trước nhiều sự lựa chọn mà không biết đi đường nào, không biết chọn cái ly nào, và cái sự lựa chọn này liên quan đến một vấn đề tình cảm. Ở đây là cái lá hai cái ly trong bộ bài truyền thống, thì nó nói về một cái mối quan hệ soulmate ở đây, cho nên là như mình nói á, các bạn bị bế tắc trong cái dòng suy nghĩ là đi hay ở, tiến hay lùi, chấm dứt hay, hay tiếp tục, và nó có liên quan đến một cái mối quan hệ rất là sâu sắc này, như mình nói là mối quan hệ soulmate. Các bạn cuối cùng đã, hoặc các bạn cần có, hay là các bạn sẽ có được cái sức mạnh này để đưa ra được cái quyết định cho mình, để chiến thắng được nội tâm của mình, và những cái chiến thắng được cái năng lượng này, cái năng lượng của sự bế tắc của nhà tù tinh thần. Nhưng cuối cùng các bạn thắng được nó, thắng được con sư tử này. Cái con sư tử này chính chính là cái điều này. Và các bạn đứng, như mình nói là đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn, và cuối cùng dần dần các bạn đã thông suốt được. Các bạn dần dần đưa ra được quyết định cho mình. Thừa thắng sống lên thừa thắng xông lên phía trước. Tức là mình thấy có rõ ràng có một cái sự chuyển đổi năng lượng ở đây, hàng đầu rất là nhiều những cái sự trăn trở suy nghĩ, rồi cuối cùng các bạn bắt đầu có lấy lại được sức mạnh, các bạn lý trí hơn là cảm tính. Ở đây cũng là lá hoàng hậu ly, là cái năng lượng rất là cảm tính và cảm xúc, đặt cảm xúc lên trên hết, nhưng mà các bạn kiềm chế được nó. Các bạn có được cái sức mạnh này để cuối cùng có thể đã bắt đầu có cái sự thông suốt cho mình, đưa ra được cái quyết định, và cái quyết định này nó đem đến cái sự hàn gắn những cái tổn thương cho các bạn, bởi vì cái lá The Star ở đây là cái lá bắt đầu làm lại từ đầu, và cái sự làm lại từ đầu này nó đem đến cái sự hàn gắn của tổn thương. Và nhưng mà các bạn đã cảm thấy rất là thông suốt. Hai lá này đều hướng về cung khí, và đặc biệt lá này là lá của bảo bình. Có thể cái người trong trong cái, có liên quan đến hoàn cảnh này là người của cung khí, và là đặc biệt là bảo bình. Với cái lá The Star ở đây, nó nói về cái việc là các bạn sẽ
tìm được con đường cho mình, bởi vì có ngôi sao dẫn đường ở đây. Cái ngôi sao này giống như là những cái gì đến từ linh hồn của các bạn, sự chỉ dẫn từ linh hồn của các bạn, từ trực giác của các bạn sẽ biết đường, con đường nào mình cần phải đi, và các bạn đặt có được cái sự tin tưởng vào số phận, vào vũ trụ, vào vận mệnh để tiến lên phía trước. Cho nên cái quyết định này của bạn mặc dù nó rất là lý trí và nó mạnh mẽ, nó dứt khoát, nhưng các bạn có lá Hierophant và the High Priestess ở đây là cái năng lượng rất là tâm linh. Cho nên không phải là các bạn chỉ có logic và lý trí để đưa ra quyết định này đâu, mà các bạn dường như có một cái sự chỉ dẫn đến từ bên trong của bạn, đến từ linh như mình nói, đến từ linh hồn của các bạn. Cho nên các bạn cuối cùng mới thông suốt và đủ mạnh mẽ, bởi vì các bạn tin vào 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 cái sự chỉ dẫn này đến từ bên trong bản thân của mình. Now here. Các bạn sẽ đưa ra được cái quyết định để chấm dứt cái tình trạng mệt mỏi suy nghĩ. Chín của yếu tố khí có nghĩa là lá chín thanh kiếm trong bộ ba truyền thống, cho nên từ 8 thanh kiếm đến 9 thanh kiếm, các bạn cuối cùng đã đưa ra được cái quyết định cho mình để chấm dứt cái tình trạng mệt mỏi này. Các bạn còn lá nữ hoàng là một cái năng lượng rất là nữ tính. Nó nói về một cái kết quả, có thể nó không chính xác như những gì các bạn mong muốn. Tuy nhiên nó không phải, không có nghĩa là nó không tốt, nó không phải là cái mà bạn cần. Như mình hay nói là các bạn chỉ cần tin tưởng vào vũ trụ, vào vận mệnh và số phận. Tức là mình vẫn phải là người đưa ra quyết định, cuối cùng thì vẫn là người mình là người đưa ra quyết định. Ý chí tự do của mình quyết định 50%, nhưng có những thứ mình cần phải tin tưởng vào vũ trụ. Vũ trụ biết cái gì là tốt nhất cho mình để đem đến cho mình. Và chúng ta đừng quá cứng nhắc trong cái việc là chỉ mong muốn chính xác một cái kết quả đó, còn ngoài cái kết quả đó ra mình không muốn gì hết cả. Thì cái lá The Empress này nó nói về một cái ước mơ nào đó của bạn mà các bạn đã ấp ủ trong một thời gian dài, nó sẽ thành hiện thực. Cái năng lượng ở đây nó rất là phong phú, trù phú, sung túc. Lá của cái sự kỳ diệu, tức là chạm vào cái gì cái đó cũng có thể biến thành vàng. Và như mình nói, đây là một cái năng lượng rất là nữ tính. Nói chung cái kết quả mà sau khi bạn đưa ra được cái quyết định cho mình liên quan đến cái mối quan hệ này để chấm dứt cái tình trạng bế tắc, mệt mỏi ở đây, các bạn sẽ có được một cái kết quả rất là mỹ mãn. Và như mình nói, các bạn tin vào cái trực giác của mình, tin vào cái sự hướng dẫn đến từ tâm linh của mình. Đây là lá mục sư nữ, và đây là một cái, cả hai lá này cái năng lượng đều rất là phụ nữ, nữ tính. Nhưng mà với cái lá mục sư nữ ở đây, nó nói về việc là một người có cái sự thông thái và cái kết nối với cái linh hồn của mình rất là mạnh, và họ không bao giờ quá lo lắng, bởi vì họ tin tưởng vào sự can thiệp của vũ trụ hay là cái sự thông thái của tạo hóa của vũ trụ. Cho nên mặc dù cái kết quả họ không cần biết chính xác cái kết quả họ của họ đạt gì, nhưng mà họ tin rằng vũ trụ sẽ biết cái điều gì là tốt nhất để đem đến cho họ. Cho nên họ chỉ cần tin tưởng, đưa ra được cái quyết định cho mình dựa trên cái việc dựa trên những cái sự cái liên kết, cái trực giác của mình cộng với cái logic và cái lý trí của mình để biết cái gì là đúng, cái gì là sai, đưa ra được quyết định, và cuối cùng cái kết quả tốt đẹp này sẽ đến với các bạn. Các bạn đã gần về đích rồi. Thực ra các bạn đã gần về đến nhà, chỉ có vẫn còn một chút xíu chật vật để giải quyết cái gánh nặng này thôi. Cộng vào đó, đi đi kèm với nó là các bạn còn là chín chín cây gậy, đây là 10 cây gậy, 9 cây gậy, thì còn tức là nó thể hiện rằng trong thời gian qua các bạn đã mang bên mình một cái gánh nặng rất là to lớn, rất là mệt mỏi rồi, và tuy rằng các bạn đã gần về đến đích rồi nhưng cái gánh nặng nó vẫn còn ở đây, và các bạn vẫn còn đang chật vật một chút xíu để trút bỏ cái gánh nặng này. Nhưng các bạn đừng bỏ cuộc. Cái lá này là cái lá của cái việc là các bạn đã gần về đến đích rồi, đừng bỏ cuộc. Và rõ ràng là các bạn từ 9 các bạn thành 10, và từ 10 đấy các bạn có thể thấy là ngôi nhà đã rất là gần rồi. Các bạn chỉ cần cởi mở cái cách nhìn nhận của mình, thay đổi cái cách giải quyết vấn đề, bỏ 10 cái cây gậy này lên trên lưng của mình thay vì để trước mặt,
tức là thay đổi cái cách giải quyết vấn đề của mình, cách nhìn nhận vấn đề của mình, thì mọi thứ nó sẽ hay thanh thông hơn. Cho nên cái diễn tiến của cái sự việc này nó đến đâu là do cái cách nhìn nhận của các bạn có đưa ra được quyết định hay không, các bạn có giúp mình thoát khỏi được cái tình trạng bế tắc này hay không, các bạn có biết cách xoay chuyển tình thế bằng cách thay đổi cái cách mà mình cái cách cũ của con người mình, cái cách nhìn nhận vấn đề hay cách giải quyết vấn đề cũ của mình hay không. Thì nó nhẹ nhàng hay là nó nặng nề, nó tùy thuộc rất là nhiều vào các bạn. Ở cuối bộ bài, một bên thì các bạn có lá của justice, của công lý, và một bên các bạn có lá nhà ảo thuật. Cho nên các bạn, như mình nói, tùy thuộc vào các bạn rất là nhiều. Các bạn có đủ sức mạnh, các bạn có đủ tất cả những điều kiện cần và đủ để hô biến ra cái kết quả giải thoát cho mình, để giải thoát cho mình cái kết quả này, cái kết quả tốt đẹp này, và giải thoát mình ra khỏi cái tình trạng này. Các bạn sẽ làm được. Chỉ cần biết rằng mình có cái sức sức mạnh đó, mình nắm trong tay cái sức mạnh này, mình đã có sự sẵn tất cả những câu trả lời và sự chỉ dẫn đến từ bên trong linh hồn của mình. Các bạn sẽ có được công lý cho mình, các bạn sẽ lấy lại được sự cân bằng với cái lá justice ở đây. Lá này cũng nói về việc có, nếu nếu các bạn nào có liên quan đến các thủ tục hành chính, pháp lý, cái gì đó liên quan đến pháp luật, kiện tụng, thì các bạn cũng sẽ được có được công bằng cho mình, công lý sẽ được thực hiện. Cái này cũng nói về việc ly hôn. Cho nên nếu ai mà đang trong quá trình giải quyết vấn đề ly hôn của mình thì tuần này sẽ là cái tuần mà sẽ có nhiều diễn tiến xảy ra, hoặc là các bạn sẽ đưa đến được cái quyết định để giải thoát mình như mình nói ở đây, bởi vì các bạn cảm thấy rất là bế tắc. Có thể các bạn cảm thấy bế tắc trong một cuộc hôn nhân bởi vì cái lá Hierophant ở đây cũng nói về cái sự ràng buộc về mặt hôn nhân, các chuẩn mực đạo đức xã hội, hay là sự ràng buộc về mặt pháp lý về mặt hôn nhân. Cho nên rồi các bạn có cái lá justice ở đây là lá nói về pháp lý ly hôn, thủ tục ly hôn, hành chính, cái gì đó liên quan đến pháp luật. Cho nên đây cũng có thể là tuần, nếu mà một số bộ phận nhân mã thôi, nếu mà đang trong cái quá trình giải quyết vấn đề ly hôn của mình, thì đây sẽ là cái tuần mà có nhiều sự kiện liên quan đến cái vấn đề đó của các bạn, và mình thấy rằng các bạn đã gần về đến đích, các bạn sẽ giải quyết được vấn đề này và các bạn sẽ giải thoát được mình. Có lẽ đây cũng là tuần mà các bạn cuối cùng cũng đưa ra được cái quyết định là chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải đi đến cái bước là ly hôn, bởi vì cái mối quan hệ này nó không cứu vãn được nữa. Bởi vì một một ai đó trong cái cuộc hôn nhân này vẫn không bỏ qua được những gì đã xảy ra trong quá khứ, và họ cảm thấy rất là bế tắc. Cho nên họ cuối cùng đã giải phóng được bản thân của mình, đưa ra được cái quyết định. Rất là nhiều kiếm ở đây, tức là nói về, rồi cũng có cái lá nói về việc suy nghĩ rất là nhiều, những đêm mất ngủ để suy nghĩ. Thì có lẽ là sau một thời gian suy nghĩ và cảm thấy không đưa ra được quyết định, cuối cùng các bạn cũng đưa ra được quyết định, bởi vì các bạn lấy có được cái sức mạnh đó đến từ bên trong bản thân của mình, và vượt qua được cái sự cảm tính, các bạn lý trí hơn, đưa ra được cái quyết định bởi vì các bạn thực sự hiểu bản thân mình cần gì, cái gì làm mình hạnh phúc. Và các bạn đã đấu tranh tư tưởng rất là nhiều với cái lá 9 cây gậy với 10 cây gậy ở đây, nhưng các bạn cũng chắc chắn sẽ có được cái sự công bằng cho mình và lấy lại được sự cân bằng nữa. Cái quyết định đi đến ly hôn này cũng làm cho các bạn thanh thản hơn rất là nhiều với cái lá này. Cái lá 4, 4 của yếu tố khí. Cuối cùng các bạn sẽ cho mình được sự thanh thản sau một khoảng thời gian suy nghĩ và đắn đo và bế tắc, đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Cho nên mình tóm lại nhé, tuần này sẽ là cái tuần mà các bạn đưa ra được quyết định cho mình, bởi vì các bạn lấy lại được, có được sức mạnh trong nội tâm. Sau khi đã suy nghĩ trải qua rất là nhiều đêm mất ngủ và cảm thấy bế tắc một thời gian, bởi vì các bạn không thoát ra khỏi được cái việc là những cái tổn thương trong quá khứ, cho nên cuối cùng các bạn quyết định sẽ cứu bản thân mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh về mặt tình cảm liên quan đến một soulmate của các bạn.
dù là soulmate đi nữa, người đó đã gây cho bạn rất là nhiều tổn thương. Và cuối cùng bạn nghĩ, bạn cảm thấy rằng mình xứng đáng được nhận được nhiều hơn thế, mình xứng đáng có được cái sự bình yên trong tâm hồn của mình. Và nếu mà còn ở lại trong cái hoàn cảnh này, các bạn không có được cái sự bình yên đó. Cho nên các bạn cuối cùng đã lý trí, không những là chỉ lý trí mà các bạn còn dựa vào cái trực giác, cái sự linh linh cảm, cái những cái chỉ dẫn đến từ bên trong tâm hồn của mình để đưa ra được cái quyết định này. Nó là một cái loạt những cái quyết định, một quyết định này đưa đến một quyết định kia, và cuối cùng là một cái quyết định đỉnh điểm, quyết định dứt khoát với cái lá King of Swords này. Và cuối cùng các bạn sẽ đến được cái đến đích, cái sự hoàn tất. Cái này, lá này số 10 là lá của completion, lá của sự hoàn thành. Tuy nhiên chỉ một chút xíu nữa thôi, các bạn sẽ trút bỏ được cái gánh nặng này. Nó vẫn hoàn toàn chưa đâu, nhưng mà các bạn ít nhất là cái việc đưa ra được quyết định để giải thoát mình, nó đã quyết định 50% rồi, là các bạn đang dần dần có được cái kết mà mình mong đợi. Cái kết đó là cái sự bình yên, sự hạnh phúc, sự đầm ấm, một cuộc sống rất là viên mãn và không có cái năng lượng của sự dằn vặt đau khổ ở đây. Các bạn lấy lại được sự tự chủ và sức mạnh trong trong tay mình. Nếu mà trước giờ các bạn đánh mất cái sự tự chủ đó, cái ý thức về sức mạnh tiềm ẩn trong trong bên trong con người mình, thì các bạn nhận thức được rằng mình có tất cả những điều kiện cần và đủ để làm chủ cuộc sống của mình, để lấy lại cái sức mạnh đó. Và các bạn sẽ có được sự cân bằng, các bạn sẽ có cân bằng và công bằng cho mình. Có thể các bạn sẽ đi đến được cái quyết định là ly hôn. Bởi vì cái lá này là lá của ly hôn mà. Ok, bây giờ mình sẽ rút ra một lá tình yêu để xem cái năng lượng tình yêu của tuần này của các bạn là như thế nào. Make the effort. Lá này nói về việc là nỗ lực lên, cố gắng lên, và như mình nói, các bạn đã gần về đến đích rồi, các bạn đừng bỏ cuộc. Cái dù mặc dù cái thông điệp ở đây là những tình yêu lớn thì đáng để chúng ta nỗ lực, để bỏ thêm công sức, nhưng mà cái nỗ lực ở đây đó là cái nỗ lực tìm về bản thân của bạn. Cái tình yêu này là cái tình yêu đối với cuộc sống, đối với bản thân của bạn. Sau khi bạn đã để cái sức mạnh của mình, trao sức mạnh của mình cho người khác bằng cái việc các bạn đã yêu rất là nhiều và cho đi rất là nhiều, cho nên bạn cũng trao luôn cái sức mạnh làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ cái hạnh phúc của mình đến cho người khác. Cho nên cái make the effort ở đây là cái lời nhắc nhở rằng hãy nỗ lực hơn nữa cho cái tình yêu giữa bạn và bản thân bạn, chứ không phải là ai khác nha. Bởi vì các bạn xứng đáng có một cái sự khởi đầu mới, thay vì cái việc là ở trong cái tình trạng là buồn bã thất vọng về những gì đã qua. Các bạn hãy đón nhận cái sự khởi đầu mới này. Đó là một cái sự khởi đầu mới mà như mình nói, bạn lấy lại được sức mạnh trong tay mình. Và để những gì cho quá khứ ngủ yên, mà trước đó thì các bạn phải giải thoát mình ra khỏi cái tình huống này đã. Cho nên don't give up on yourself, đừng đừng từ bỏ bản thân của mình, chứ không phải là từ bỏ người khác. Ở đây mình không nghĩ là nó nói về mình không thấy ở đây nói về, mặc dù nó có một cái mối quan hệ soulmate ở đây, nhưng mà mình nghĩ là tuần này là tuần để các bạn dứt khoát, bởi vì cái mối quan hệ soulmate này nó đã tạo ra cho bạn rất là nhiều đau khổ. Mình sẽ rút thêm một lá nữa để làm rõ cái ý của make the effort. Bởi vì tất cả những cái năng lượng kiếm ở đây nó đều nói về việc là đưa ra được cái quyết định để cắt bỏ một ai đó, một cái thói quen cũ hay là một cái gì đó trong cuộc sống của bạn. Các bạn có lá Three of Pentacles. Lá này nói về một sự khởi đầu mới, thiên về công việc. Có thể bạn sẽ tập trung rất là nhiều cho công việc, bạn sẽ nỗ lực rất là nhiều để xây dựng lại cái cuộc sống cho mình, một cuộc sống độc lập cả về mặt tinh thần lẫn tài chính. Và bạn tập trung, nói chung là tập trung trong thời gian tới để cho công việc và cho bản thân của mình. Một bộ phận khác nhé, mình thấy cũng có thể có một cái khả năng khác ở đây, đó là các bạn sẽ
Tìm về lại được với nhau, là các bạn đưa ra được cái quyết định dứt khoát này. Nhưng mà cái quyết định dứt khoát này đó là bỏ lại những gì không hay trong quá khứ, hàn gắn những cái tổn thương để quay trở lại với nhau, để có được cái kết quả tốt đẹp này. Bởi vì ở đây nó cũng nói về việc là vẫn còn hai cái ly, và sẽ có một số người sẽ quay lại để nhìn thấy là vẫn còn hai cái ly, nhưng mà có một bộ phận chỉ nhìn thấy ba cái ly thôi. Và cái bộ phận mà không tha thứ được sẽ đưa ra được cái quyết định là ok, chúng ta phải chấm dứt, chúng ta phải đi đến cái quyết định là tách nhau ra, ly dị, ly thân, hay là nói tóm lại là chúng ta phải dừng cái mối quan hệ mà đầy rẫy những cái sự mệt mỏi đau khổ này lại. Nhưng sẽ có một bộ phận sau khi khóc chán vì những cái tổn thương ở đây, họ quay lưng lại và họ thấy vẫn còn hai cái ly, và họ quyết định rằng mối quan hệ này vẫn còn thuốc chữa, vẫn chưa chưa đến hồi kết, bởi vì mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ hai cái ly, là rất là sâu sắc. Cho nên cuối cùng trước bảy cái ly ở đây, họ sẽ vẫn chọn hai cái ly, tức là chọn làm lại từ đầu, và họ sẽ nỗ lực cho cái mối quan hệ đó. Bởi vì ở đây nó có sự hàn gắn, nó có yếu tố định mệnh hàn gắn ở đây, cho nên tóm lại một bộ phận sẽ chỉ nhìn vào ba cái ly và không vượt qua được. Các bạn sẽ chọn bản thân mình, các bạn đi đến được cái quyết định là cắt bỏ người kia trong cuộc sống, đi đến quyết định ly dị, hoặc là nếu mà chưa kết hôn thì chỉ là hai các bạn quyết định chia tay, dừng lại, và các bạn nỗ lực để xây dựng lại cuộc sống cho bản thân. Một bộ phận khác, các bạn nhìn thấy hai cái ly, các bạn sẽ chọn hai cái ly, tức là chọn cái mối quan hệ tình cảm này. Các bạn đưa ra được quyết định dứt khoát là hàn gắn, cắt bỏ đi những cái tổn thương trong quá khứ, không buông bỏ nó, và hướng đến một cái tương lai mới của cái sự hàn gắn. Và các bạn cảm thấy mình là định mệnh của nhau, cho nên các bạn không không give up, không không từ bỏ nhau. Các bạn có được cái sức mạnh để vượt qua những cái sóng gió này, và cuối cùng các bạn tìm lại được sự cân bằng trong mối quan hệ này, và nó không mất cân bằng nữa, lần này nó sẽ đến từ cả hai phía. Đó là hai cái chiều hướng cho nhân mã tuần này. Thì nếu bạn thuộc nhóm nào, mình nghĩ bạn sẽ nhận ra có thể người kia của bạn là một bảo bình nhé, và bạn quyết định là cắt bỏ bảo bình, cắt bỏ cái đối tượng bảo bình này trong cuộc sống của bạn. Ok, đó là bài dự đoán cho nhân mã tuần này. Mình sẽ rút thêm một lá tiên tri trong bộ là tiên cá và cá heo để cho các bạn thêm thông tin. What did you message Father healing. Hàn gắn những cái tổn thương đến từ phía người cha của mình. Cái này sẽ dành cho một số bạn mà vẫn còn mang những cái tổn thương từ hoàn cảnh gia đình của mình, đặc biệt là từ phía người cha. Có rất là nhiều người trong chúng ta vẫn còn mang những cái nỗi niềm, những cái tổn thương từ từ hoàn cảnh gia đình, từ thuở thơ ấu, và đứa trẻ bên trong của họ vẫn còn bị tổn thương. Thì các bạn phải nhận thức được cái những cái vấn đề đó, những cái vấn đề bất ổn trong nội tâm của mình, hay là những cái tổn thương đó là gì, và mình cần phải hàn gắn những cái tổn thương đó. Thì những cái mối quan hệ trong tương lai của mình, hay là những mối quan hệ khi mà mình đã trưởng thành ấy, nó mới ổn được. Còn không thì những cái tổn thương này nó sẽ luôn là một phần trong tất cả các mối quan hệ chúng ta có sau này, những cái sự ám ảnh đó, những cái nỗi sợ đó. Ví dụ như là nếu mà ví dụ thôi nhé, tại vì đây nó nói về father healing, thì có thể là cha của bạn có vấn đề về uống rượu chẳng hạn, là một người nghiện rượu, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái định kiến của bạn với hoặc là nếu mà cha của bạn là một người cộc cằn và không chăm sóc gia đình được chu đáo, thì bạn cũng sẽ có cái nhìn không được thiện cảm đối với đàn ông nói chung. Và khi mà bạn có cái nhìn tiêu cực như vậy cho đàn ông, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng những cái mối quan hệ tương lai của bạn. Bạn không có cái được sự tin tưởng tuyệt đối đối với những người đàn ông đến với mình.
Thì đó chỉ là một trong những cái vấn đề mà mình ví dụ là father healing có nghĩa là như thế nào. Tại vì ở đây nó nói về việc là hàn gắn những cái tổn thương đến từ phía người cha của bạn. Thì nó có thể là rất là nhiều vấn đề, nhưng mà cái mà mình vừa nói có thể là một ví dụ. Nên bạn cần phải nhận thức ở đây những cái bất ổn trong cái mối quan hệ này nó có thể bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình, từ những gì đã xảy ra đối với bạn liên quan đến người cha. Có thể bạn và cha không hợp nhau, cha của bạn luôn trách mắng bạn chẳng hạn, thì nó có tạo ra những cái bất ổn về tâm lý, những cái tổn thương về tâm lý mà bạn sẽ tìm kiếm cái sự bù đắp đó trong mỗi các mối quan hệ của mình. Và nhưng cái gốc rễ là bạn cần phải hàn gắn những cái tổn thương đó, chứ không phải là hàn gắn ở mặt bề mặt ở đây. Những cái gì bạn bạn sửa được chữa được ở đây có thể nó chỉ là cái bề nổi của tảng băng trôi thôi, còn cái gốc rễ của vấn đề vẫn là những cái gì thuộc thuộc về sâu thẳm trong tâm hồn của bạn, thì bạn cần phải biết nó là gì. Ok, đó là bài dự đoán cho tuần từ ngày 27 đến ngày mùng 4, 27 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 cho cung nhân mã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn trong video của tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.